Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Tốt Sao Hàn, và ngay sau đây sẽ là những tin tức nổi bật có trong ngày. Blackpink tiếp tục đánh úp khán giả khi tung ra MV Love Sick Girl. Đây cũng là bài hát chủ đề nằm trong album đầu tay của các cô nàng mang tên The Album. Nếu như những bài hát trước thì YG luôn bị gắn mác thiên vị cho các thành viên, thì trong lần này, phần chia live hát lại khiến cho khán giả cảm thấy vô cùng hài lòng. Nếu như trong các sản phẩm gần nhất như là Highlight, Eye Cream thì Blackpink luôn bị nhiều người soi xét ở sự chênh lệch phần thể hiện trong ca khúc, thì trong sản phẩm mới nhất mang tên Love Sick Girl, nhóm nhạc này lại chiều lòng fan hoàn toàn. Cụ thể trong MV mới này thì Rosé, giọng hát chính của nhóm đã được hát nhiều nhất, nhiều đất diễn để phô trương giọng hát đặc biệt mang thương hiệu Blackpink. Ngoài ra thì Jennie, Jisoo và Lisa đều có thời lượng trình bày gần ngang nhau. Đặc biệt trong sản phẩm này, Jennie cũng đã có được một live rap hoàn chỉnh. So với hai sản phẩm trước, cô nàng chỉ được hát mà quên mất rằng Jennie chính là người đảm nhận vị trí rap chính. Love Sick Girl chính là ca khúc chủ đề của album The Album của Blackpink. Đây chính là ca khúc chủ đạo nhất của các cô nàng trong lần trở lại này. Có lẽ đây chính là lý do vì sao YG lại đầu tư công phu như là quay ngoại cảnh, concept mới lạ và chia live hát thật chỉnh chu. Trước một MV chỉnh chu đến thế, không những các fan hâm mộ và những công chúng dành sự quan tâm nhất định cho Blackpink cũng cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn hài lòng trước cách làm việc chuyên nghiệp qua từng ngày của YG. Love Sick Girl hiện vẫn đang là ca khúc được nhiều khán giả yêu nhạc trên toàn thế giới quan tâm. Ngoài ra, album The Album đã được trình làng và nhận về nhiều thành tích đáng nể. Ngay sau khi phát hành MV Love Sick Girl thì con số hiển thị số lượng người xem trực tiếp vào thời điểm MV công chiếu là 1,7 triệu. Đây là con số mà rất nhiều nhóm nhạc K-pop mơ ước hiện nay. Tuy nhiên, thành tích này vẫn chưa thể lật đổ được kỷ lục 3 triệu lượt xem của BTS với MV Dynamite. Ngoài ra thì MV cũng đã nhanh chóng đạt 5 triệu view chỉ sau 16 phút phát hành trên YouTube. Ở mảng nhạc số thì Love Sick Girl đã có một bước nhảy ngoạn mục khi chưa đầy 1 giờ phát hành đã xuất hiện ngay ở vị trí số 3 trên Melon 5 phút. Bên cạnh đó, các từ khóa liên quan đến Blackpink cũng phủ sóng toàn bộ trên Twitter toàn cầu, chứng tỏ sức hút cực khủng của girl group 4 thành viên trong lần tái xuất này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video trên kênh Tốt Sao Hàn, và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!